Trường Tác Khứ Niên Hoa. Xin chào mọi người, thì cuối tuần cũng sắp đến rồi đúng không mọi người? Hôm nay á, Giao Giao được chia sẻ với mọi người tiếp về cái phần tiếp theo sau khi cậu bé Lê Cảnh gặp được Đoàn Cận thì sẽ mở ra những tình tiết tâm linh nào. Hôm nay Giao Giao sẽ chia sẻ cho mọi người một cái trích đoạn rất là ma mị nè, rất là tâm linh mà mọi người sẽ cảm thấy hồi hộp và hấp dẫn đúng như cái gọi là cái ý nghĩa ban đầu của Trường Tác Khứ Niên Hoa. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Giao cũng lưu ý với mọi người rằng ở trong những đoạn mà Giao Giao có đọc đó thì có một cái địa danh gọi là Trương Vĩnh Thanh, thì thật ra là chỉ cách gọi quen thuộc của từng nhân vật thôi, và Trương Vĩnh Thanh thì chính là tỉnh Vĩnh Long của chúng ta hiện tại nha. Bẵng đi mấy tháng, Lê Cảnh cũng đã quen với công việc và cuộc sống thường ngày ở điền trang nhà họ Đoàn tại Vĩnh Long. Bình thường, cậu Hai Cận là một cậu chủ khá hào phóng và bao dung. Nhưng Lê Cảnh cũng không dám quên những thủ đoạn sắc bén của cậu Hai trong chuyện làm ăn. Nó nghe mấy dì mấy chị ở nhà này rỉ tai nhau là cậu Hai vẫn chưa có gia đình. Nghe đâu, lão gia chủ nhà này rất ưng bụng một tiểu thư người Hoa ở tận bên Tàu. Nhưng cô đó bạc mệnh nên mất sớm. Mà cậu Hai Cận thì lại ưng một cô đầm ở đâu trên Sài Thành mà ông bà gia chủ không đồng ý. Lê Cảnh vừa cầm cái khăn vừa lau chùi bàn ghế trong phòng cậu Hai Cận. Thật ra nó cũng không tin lời mấy thím làm ở bếp lắm, vì nó không ít lần chứng kiến cậu Hai lẩm bẩm cái tên Di Dai rồi cầm tấm hình nhỏ xíu của cô tiểu thư người Hoa mà ngẩn người. Không biết trong lòng cậu Hai là bóng hồng nào vậy ta? Lê Cảnh tự nhiên lắc lắc đầu, rồi vỗ đùi đen đét, rì rầm chửi thầm trong lòng. Bộ mày điên hả Cảnh? Chuyện cậu Hai thương ai, liên quan chi tới mày? Cũng hết chỗ nói. Tiểu Cảnh, chúng em làm chuyện khủng điên gì đó, sao tự nhiên đánh mình làm chi đã? Đoàn Cận nhịn cười, xoa xoa cái đầu bờm sờm của thằng nhóc mà anh mới thu nhận mấy tháng trước. Thằng nhóc này tánh tình hơi ngang bướng, là đứa thiệt thà mà cũng có căn cơ tu tập, nên anh cũng có ý dạy dỗ nó sau này có thể trở thành trợ thủ cho anh nơi đất khách này. Tự nhiên được cậu Hai Cận xoa đầu, Lê Cảnh hơi giật mình ngượng ngùng, nhưng cũng cảm thấy thiệt thích trong lòng, nhanh nhậu trả lời. Dạ cậu Hai, con suy nghĩ lung tung thôi hà. Mà cậu Hai, khi nào cậu Hai mới cho lấy đầu má con lên vậy? Tiểu Cảnh, đừng lo, chuyện này không vội được, phải đúng ngày đúng giờ mới lấy lên, rồi xóa đi cấm thuật nắm giữ linh hồn của má chú em được. Dạ, con cảm ơn cậu Hai, con đi làm việc tiếp đây. Ừ, đi đi. Lê Cảnh chạy nhanh ra ngoài như một cơn gió, nhưng tích tắc sau lại thấy nó lấp ló ở cửa phòng Đoàn Cận. Anh nhìn thấy thì bật cười nói. Còn chuyện chi nữa chú em? Dạ, cậu Hai, con thí dụ mà đêm nay con bị ma hù nữa, con xin qua ngủ trong phòng cậu Hai được không cậu? Con ngủ dưới đất cũng đặng nữa. Đoàn Cận giật mình nhìn thằng nhóc. Qua mấy tháng, nhìn nó đã tròn tròn thêm một chút, da dẻ bớt đen, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời ngây thơ. Lúc sau, anh mỉm cười nói. Chà, nhóc yểu Cảnh giờ cũng biết sợ à nha. Lúc trước, nhóc nào gan to bằng trời, cần hình càng ngang vô đây, đào bới lung tung trong đất của Hoa vậy ta? Dạ, nhưng mà hồi hổm con bị ma rượt, cậu Hai cũng cho con vô phòng cậu Hai mà. Vô trọng á, con không bị ma đè nữa. Mà con hứa lần này, con không có lên giường cậu Hai đâu, cho con ngủ dưới đất cũng được. Đoàn Cận bật cười lớn, rồi nói, sau bân vào, nói một tràng tiếng quảng, phân phó nó mang cái giường nhỏ vào phòng mình, rồi cho thằng Cảnh ngủ đêm ở đó, với lý do chỉ nó thuật pháp, rồi sẵn gác đêm cho mình. Sau bân kinh ngạc, nhìn cậu chủ của mình xong, lại lườm thằng nhóc Lê Cảnh, vì nó hở ra, lại tranh giành ở bên cạnh cậu Hai thay cho mình. Nó không cam lòng, nhưng cũng không phản đối, mà trả lời Đoàn Cận, rồi đi lo sắp xếp công chuyện. Nó còn liếc mắt, khiêu khích thằng nhóc Lê Cảnh một lúc, rồi mới chịu đi. Sao? Chú em thấy,
qua sắp xếp như vậy đặng không? Dạ, dạ, con cảm ơn cậu hai nhiều lắm. Cậu hai tốt nhất, cậu hai là số dắt. Tiếng thằng nhóc Lê Cảnh vừa cảm ơn, vừa la hét, chạy ra ngoài, làm Đoàn Cẩn cảm thấy lại muốn bật cười lần nữa, lẩm bẩm. Đúng là con nít răng. Cái giường nhỏ của Lê Cảnh được sắp xếp vào gian trái phòng ngủ lớn của cậu hai Cẩn. Các cụ bức rèm gấm là bước vào gian phòng ngủ của cậu chủ. Tuy là như vậy, nó cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Nó luôn cảm thấy yên tâm hơn một chút khi được ở gần cậu hai. Nó đã ngủ an ổn trong phòng của cậu hai Cận được hơn một tuần. Đêm nào, nó cũng ngủ thẳng cẳng, chứ không sợ tới sợ lui dụ ma đè ma hù nữa. Có bữa, nó nóng, đá cái mền xuống đất. Nhưng sáng ra, đã thấy cái mền mỏng trùm lên người nó kín mít. Nó biết là cậu hai Cận nửa đêm, sợ nó lạnh, nên đắp lại mền cho nó. Dùng này xung quanh sông nước, nửa đêm gió lạnh, ngoài sông thổi vào, ai yếu yếu rất dễ bị cảm. Lê Cảnh cảm thấy thiệt vui vẻ, thiệt hạnh phúc. Từ khi tía má nó mất, không có ai để ý coi nó có lạnh không, cũng không có ai sợ nó bị cảm mà đắp mền cho nó. Tuy cậu hai là người giàu có, thân phận lại cao như vậy, nhưng vẫn đối đãi với nó và đám người ở rất là ôn hòa, đôn hậu, không như tánh tình của cậu ba với mấy cô mấy cậu khác trong nhà. Có mấy lần nó thấy mấy cô mấy cậu từ Sài Thành xuống chơi, nhưng nó không dám lại gần vì nhìn họ rất lạnh nhạt, chứ không hiền hòa như cậu hai. Cậu ba còn dễ tính một chút, chứ nó nghe nói mấy cô cậu kia còn thường xuyên la rầy người làm trong nhà dữ lắm. Không biết từ lúc nào, thằng nhóc Lê Cảnh đã dành cho Đoàn Cận một tình cảm đặc biệt trong lòng nó. Đó là thứ tình cảm vừa có sự tôn thờ, kính trọng, vừa có một cảm giác lưu luyến lạ kỳ mà nó không lý giải được. Năm nay, nó đã qua tuổi 13, tuy nhìn gầy gò như thằng nhóc 11-12 tuổi, nó lờ mờ nhận ra được nó không nên có tình cảm lưu luyến kia với cậu hai, mà chỉ nên giữ lại sự tôn thờ và kính trọng dành cho ân nhân của mình. Nhưng nó cũng không thể cưỡng lại mong muốn được ở gần cậu hai để phụ giúp cậu hai, mà cũng để có được cảm giác an toàn khi cậu hai bảo vệ. Lê Cảnh đang biên mang suy nghĩ, tự nhiên nghe thấy tiếng chốt cửa phòng bị mở ra. Nó nghĩ chắc cậu hai mở cửa phòng đi ra ngoài làm gì đó. Nó cũng không nghĩ nhiều nữa, nên nhắm mắt lại, định bụng ngủ tiếp. Lỗ tai nó giật giật, tiếng gõ lọc cọc xuống sàn, như có ai mang guốc gỗ đi vào trong phòng ngủ, lọt vào tai nó. Nó thấy hơi rợn da gà, nhớ ra cậu hai Cận đâu có đi guốc gỗ. Mà nó sao lại quên là cậu hai đi Sài Thành mấy hôm rày, không biết khi nào mới về Vĩnh Long nữa. Nghĩ vậy, nó càng cảm thấy lạnh sống lưng hơn. Lê Cảnh nghe thấy tiếng vặn lề của cánh cửa sổ bằng gỗ đối diện cái giường của nó chậm chậm được mở ra. Bên ngoài, một khoảng không gian tối đen như mực, có mấy đợt âm phong thổi đến, làm nó đổ mồ hôi lạnh đầy trán. Nó nắm chặt lấy tấm vùa mà cậu hai cho nó lúc mới theo cậu hai. Hai mắt nó trợn to, thân thể cứng nhắc bất động, nhìn chăm chăm khung cửa sổ kia. Chợt, nó thấy một chị gái, tóc dài ngang lưng, mặc một bà ba áo gấm trắng, với quần lãnh mỹ đen bóng, nhìn từ ngoài cửa sổ, nhìn vô phòng, hỏi nó. Ủa, thằng Cảnh, giờ này sao không ngủ đi? Còn mừng chuyện gì mà không đóng cửa sổ lại, ngồi chết chân ngó ra ngoài này chi vậy? Bộ muốn trúng gió hả? Đêm rồi, gió sông độc lắm. Mà nhớ, ngủ lại lúc nào cũng phải đóng cửa sổ nha. Dạ, 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 em, không biết sao cánh cửa nó tự mở hả? Em đang tính ngủ chớ bộ. Vậy hen, mày ngủ mà cầm tấm bùa mừng chi vậy? Ờ, cậu hai cho em. Mà chị... Lê Cảnh chợt thấy cô gái nhìn mình chằm chằm, hai tròng mắt đen không lay động, làm nó nói chưa hết câu đã im bặt. Cô gái nhìn nó một hồi rồi nhếch mép nở một cười quỷ dị, chậm chậm xoay người dần bước lui ra xa. Nó nghe tiếng nói văng vẳng vọng lại. Nhớ con nít con nuôi thì đêm đến canh ba phải đi ngủ đi, không được mở cửa sổ ban đêm nha thằng quỷ.
Lê Cảnh ngồi im một hồi rồi mới hồi thần rống lên. Tôi ngủ khi nào kệ tôi, mà tôi không phải con nít. Một tràng cười vang vọng lại, ma mị làm người ta sợn tóc gáy. Lê Cảnh lấy hết can đảm chạy ra, đóng cánh cửa sổ, lấy then gỗ chặn lại cẩn thận, rồi ba bước làm hai mà chạy vào giường, kéo mùng chui vào mền, nằm rung như cây sấy. Một lúc lâu sau, thằng nhóc Cảnh vẫn nghe thấy tiếng vuốt gỗ lọc cọc xuống sàn nhà. Rồi nó lại nghe thấy tiếng gió rít cùng với tiếng giày tây bước cộp cộp át đi tiếng vuốt gỗ. Chợt có tiếng hét vang vọng trong nhà, tiếng đồ đạc rơi bể lạch cạch, tiếng gào thét giống như giận dữ chửi rủa bằng tiếng Hoa. Nó hãi hùng ôm chặt tấm bùa ghi vào lồng ngực, rồi cứ thấp thỏm như vậy mà thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng nó cảm giác rơi vào một lồng ngực ấm áp vững chãi. Cậu hai về rồi, con sợ. Tiểu Cảnh, qua gì rồi, không sao nữa, đừng sợ. Mãi nhiều năm về sau, Lê Cảnh cũng không quên được cảm giác ấm áp mà kỳ lạ đó. Thì Giao vừa diễn đọc một trích đoạn rất là ngắn của chương 18 Thân Thế của Lê Cảnh thuộc quyển 2 Trừng Tắt Khứ Niên Hoa. Mọi người cũng thấy á, là Giao không phải là người chuyên đọc truyện ở trên YouTube cũng như là những cái trang podcast nổi tiếng về kể chuyện. Và hơn thế nữa là phần này bắt đầu có những cái tình tiết xuất hiện của những cái sự kiện linh dị tâm linh. Rồi khi đọc tới cái hình ảnh ma nữ, cho là ma nữ đi ha, tóc dài rồi mặc áo bà ba trắng, quần ảnh mỹ đen á, tự nhiên Giao Giao thấy hơi nổi da gà đó. Hy vọng rằng á, Giao Giao vừa diễn đọc cái trích đoạn vừa rồi thì mọi người sẽ có một cái khoảng thời gian cùng với bạn bè thưởng thức cái trích đoạn này một cách thư giãn vào cuối tuần. Và hy vọng rằng tiếp theo đó thì ban biên tập sẽ cho phép Giao Giao cùng với đội thu âm á, có thể làm những trích đoạn dài hơn. Và sắp tới bên ban biên tập sẽ chuẩn bị một cái trích đoạn thuộc dạng gọi là diễn kịch truyền thanh trên radio, thì mang cái thể loại như vậy thôi. Thì mọi người cũng sẽ cố gắng tạo ra một cái sản phẩm có cái cảm giác hồi hộp, thú vị và lôi cuốn hơn để tặng cho mọi người nha. Trong khi mọi người cùng với ban biên tập chờ đợi cho cái sự hoàn thành và xuất bản quyển 2 nha. Chào mọi người, chúc mọi người cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc và có rất là nhiều cái khoảnh khắc đầm ấm cùng sum họp và bạn bè nha. Chào mọi người. Trước khi mà mình kết thúc cái clip này thì Giao Giao cũng xin mọi người là cho Giao Giao cùng ban biên tập những cái nút like, nút trái tim và đăng ký kênh Facebook cũng như là trang YouTube để mà ủng hộ cho ban biên tập nha. Chào mọi người.